chín Channel. Chương 919. Đầu rồng liền tới tay. Bầu không khí trầm mặc xấu hổ, xoay quanh trong ngoài sân, Lý Thanh Phong đờ đẫn mà đứng, máu tươi đầy đất trói mắt đến cực điểm, tất cả mọi người rất an tĩnh, bởi vì mặc kệ là ai, lúc này cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến, Lý Thanh Phong nguyên bản thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối tràn đầy tự tin móc ra long huyết thiên bình thuật làm cho mọi người thất sắc sau đó hắn liền trước mặt mọi người biểu diễn một hồi mất máu lớn mà lý lạc ngoại trừ một quyền vừa mới bắt đầu thử tiếp xúc ra từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng lý lạc nơi này không nhúc nhích lý thanh phong cũng đã trọng thương mất máu một nửa đối với người long huyết mạch lấy huyết mạch làm lực lượng mà nói so với thương thế thương gân động cốt gì cũng nặng hơn đây cũng là tệ đoan của long huyết thiên bình thuật một khi thất thủ bản thân cũng sẽ bị cắn trả trọng thương lý lạc cũng rất bất đắc dĩ nhìn về phía lý thanh phong hỏi lý thanh phong đại kỳ thủ nếu không ta cứ như vậy quên đi nếu như lý thanh phong là trạng thái toàn thịnh lấy viên thiên châu thứ hai do huyết châu kia biến thành lý lạc nhất định sẽ nghênh đón một hồi đại chiến dốc hết toàn lực nhưng hiện tại lý thanh phong thân bị thương nặng đã không có cơ hội gì có thể nói nguyên bản cục diện tốt đẹp bị lý thanh phong này đầu óc nóng lên sở lựa chọn long huyết thiên bình thuật toàn bộ cho hủy tất cả mọi người đều biết lý thanh phong vốn là muốn huyễn một tay nhưng ai biết thoáng cái đem chính mình cho huyễn không còn lý thanh phong sắc mặt tái nhợt đồng thời không có bất kỳ biểu tình nào có lẽ hắn biết nếu như lúc này hơi có tâm tình biểu lộ hắn có lẽ sẽ nhịn không được cho mình hai cái bạt tai lớn ta sẽ không nhận thua thành âm lý thanh phong trở nên khàn khàn nhưng đồng thời hắn vẫn duy trì ngạo khí của bản thân. Không có biện pháp, hắn biết nếu như lúc này hắn nhận thua, như vậy danh vọng của hắn ở Long Huyết Mạch sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Lạc gật gật đầu, làm một cái thủ thế mời. Lý Thanh Phong kiệt lực áp chế thương thế cuồn cuộn trong cơ thể. Một viên thiên châu huyết sắc vốn tồn tại phía sau đã sớm theo máu tươi đại mất mà tàn đi. Thậm chí ngay cả một viên thiên châu rực rỡ tự thân tu luyện mà đến cũng vào lúc này trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Bất quá hắn vẫn kiệt lực thúc giục, một cỗ tướng lực hùng hồn theo đó bốc lên. Ngay sau đó, thân ảnh Lý Thanh Phong như gió nhanh lướt ra ngoài. Tất cả tương lực trong cơ thể vào giờ khắc này đều bộc phát. Tựa như một viên thiên thạch sắp tắt, phát động thế công cuối cùng đối với Lý Lạc, khí thế cũng không yếu, chỉ là có chút bi tráng. Lý Lạc cũng không có khinh thị, nằm ngón tay hắn nắm chặt chuôi đao, bước ra trong cơ thể tiếng sấm vang lên, lôi minh thể, lôi âm tam trọng, tượng thần lực, tầng thứ ba, song tướng lực, cảnh giới thứ ba, lực lượng mênh mông giống như nước lũ từ trong cơ thể lý lạc dâng trào. Đầu ngón tay hắn kết ấn, tàn ảnh tung bay, sau đó một đao chém ra, phong hầu thuật, hắc long minh thủy kỳ, hư không bị ánh đao chém phá, lập tức xuất hiện một vết nứt, sau đó có tiếng nước mãnh liệt truyền ra, sau một khắc hắc long giá ngự xâm hàn minh thủy gào thét mà ra. Ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng kết hàn xương, gào thét, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đông đảo kia, hắc long điều khiển minh thủy, trực tiếp cùng Lý Thanh Phong gào thét tới oanh kích cùng một chỗ. Bùm, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo bộc phát, âm bạo chói tai vang lên, mặt đất không ngừng dạn nứt, viên thiên châu phía sau Lý Thanh Phong điên cuồng chấn động. Phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, vì nó tăng cường tương lực, hắn kiệt lực ngăn cản hắc long rít gào chỗ bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn nếu như là trước đây toàn thịnh thời khắc lý lạc một chiêu này cố nhiên mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt không có khả năng đối với lý thanh phong tạo thành trí mạng uy hiếp nhưng giờ khắc này lý thanh phong lại có thể rõ ràng cảm giác được theo hắc long từng bước thẳng tiến hắn bên này tướng lực cũng là đang cấp tốc tiêu hao hơn nữa tướng lực của hắn vốn là không còn nhiều lắm lúc trước đại mất máu trong cơ thể cũng là không ngừng truyền ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Bất quá Lý Thanh Phong vẫn đang đau khổ chống đỡ. Sau khi ước chừng hơn 10 hơi thở, khi tướng lực trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn. Hắc Long Minh Thủy kia, cuối cùng cũng hao hết năng lượng, hóa thành điểm sáng đầy trời tiêu tán, nhưng còn không đợi Lý Thanh Phong hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy sau khi điểm sáng đầy trời kia, một vệt đao quang như điện mang gào thét tới. Cuối cùng, đao mang cấp tốc phóng đại trong mắt hắn, Ông, đao phong lưu chuyển hào quang lơ lửng ở trước mặt lý thanh phong đao khí sắc bén cắt đứt tóc trên trán dưới tình huống bản thân lý thanh phong bị thương nặng trận chiến đấu này vốn không có gì phải lo lắng lý lạc nhìn lý thanh phong thần sắc đờ đẫn lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi nghiêm túc nói lý thanh phong đại kỳ thủ kỳ thật thật không cần phải dùng cái gọi là long huyết cân bằng thuật tất cả mọi người đang chờ mong trận chiến đầu rồng đỉnh phong này nhưng lý thanh phong vừa thao tác đỉnh phong Mạc danh kỳ diệu đem chính mình biến thành trọng thương sau đó ngay cả lý lạc một đao cũng không có kế tiếp kết quả này ngay cả lý lạc cũng nhịn không được muốn hỏi lý thanh phong một tiếng người đến tột cùng đang chơi cái gì a à, đánh chuyên tâm chút không được sao lần này ưu thế cục biến thành sụp đổ cục lý thanh phong không có trả lời bởi vì lúc này theo hắn quanh thân tương lực khô kiệt hắn cả người đều là chậm rãi hướng về phía sau ngã xuống trực tiếp biểu diễn một cái tại chỗ ngất xỉu nhìn lý thanh phong ngã xuống lý lạc cười cười cũng không để ý tới hắn là thật sự ngất xỉu hay là không thể thừa nhận cục diện trước mắt này mà lựa chọn tránh né dù sao lựa chọn của hắn cho thấy hắn đã hoàn toàn buông tha cho cuộc tranh giành đầu rồng vì thế lý lạc ngẩng đầu nhìn long lân lơ lửng trên bầu trời thạch đài này long lân kia so với bất kỳ một mảnh nào trước đó đều có vẻ rực rỡ trong đó ẩn chứa thiên long chi khí cũng là cực kỳ hùng hậu những long lân này hiển nhiên cũng có tranh lệch rất lớn mà lúc này theo lý thanh phong ngã xuống đất long lân kia cũng từ từ rơi xuống lơ lửng trên lòng bàn tay lý lạc lý lạc thần sắc bình tĩnh đem long lân thu hồi lúc này miếng long lân thứ tám tới tay hắn xem như trở thành người đạt được long lân nhiều nhất mà theo Lý Thanh Phong lần này bị thua. Nói cách khác, không ai có thể đuổi kịp hắn, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa mà nói. Hiện tại Lý Lạc đã trở thành lần này 20 kỳ đầu rồng. Bên ngoài yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người có chút mờ mịt, bởi vì trong chờ mong đỉnh phong cuộc chiến vẫn chưa xuất hiện. Mà đầu rồng cũng đã quyết ra, kết quả như vậy, thật là có chút buồn cười. Có lẽ, nhìn chung qua nhiều năm như vậy, tranh giành đầu rồng còn lần đầu tiên kỳ hoa như thế nhưng mà cái này có thể trách ai đây ngay cả lý phượng nghi cùng lý kình đào đều là thần sắc có vẻ cổ quái một màn trước mắt cho bọn họ một loại cảm giác rất không thực tế lý là cứ như vậy không tốn hao khí lực gì liền trở thành long thủ lần này không có gì trong tưởng tượng đỉnh phong chi chiến chỉ có lý thanh phong chơi một trận đại mất máu bọn họ liếc mắt nhìn nhau cảm giác cuộc tranh giành đầu dòng thế hệ này tựa hồ cũng sẽ lưu truyền trong các thế hệ có lẽ lý là còn có thể đạt được một xưng hô đầu rồng không có tính khiêu chiến nhất từ trước tới nay hắn chẳng lẽ là biết tranh không lại cho nên dùng phương thức này đến làm bẩn đầu rồng của tiểu đệ thanh âm tuy nhỏ nhưng phụ cận vẫn có đại kỳ thủ khác nghe thấy lúc này thần sắc cũng không khỏi có chút cứng ngắc lý hồng lý sắc mặt xanh trắng luân phiên hung hăng nhìn chằm chằm lý phượng nghi lý phượng nghi bĩu môi nói Ngươi lại muốn nói cái gì a, à, có phải còn định mạnh miệng nói Lý lạc Thủ lĩnh này đắc vị bất chính hay không? Nhưng cái này trách được ai đâu? Đang yên đang lành giao phong ngươi không chơi, muốn đi chơi cái gì long huyết thiên bình thuật? Nghe được lời này của Lý Phượng Nghi, Lý Hồng Lý quả thực nghẹn khuất đến khí huyết cuồn cuộn. Nhưng một câu phản bác cũng nói không nên lời, bởi vì tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Lý Thanh Phong lúc này đây là như thế nào đem chính mình dày vò không còn. Nói một câu gieo gió gặt bão thật sự là không quá đáng. Lần này Long thủ chi tranh, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Cái khác đại kỳ thủ cũng là cười khổ thở dài một hơi. Có chút trống rỗng, Lục Khanh Mi nhìn chằm chằm Lý Lạc trong sân, cũng khẽ lắc đầu, nói: "Hẳn là còn chưa tính là kết thúc đi. Lý Lạc tuy rằng đạt được 8 miếng Long lân, thế nhưng các ngươi chẳng lẽ quên, đoạt lân, thế nhưng còn có thể có trận thứ 9." Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Đoạt Lân đích thật là có 9 trận, nhưng nói chung, trận thứ 9 ít có cơ hội mở ra, bởi vì nghe nói độ khó của trận thứ 9 vượt quá tưởng tượng, hơn nữa mỗi một lần trận thứ 8 sẽ quyết ra vị trí đầu rồng. Cho nên rất nhiều người đoạt được vị trí, chưa chắc sẽ đi lựa chọn trận thứ 9, mà lúc này, trên hư không trầm mặc hồi lâu, cũng có thanh âm từ từ truyền xuống. Đoạt Lân trận thứ 8, Lý Lạc thủ thắng, đến lúc này hắn đã đạt được 8 miếng long lân là nhiều nhất trong chàng cho nên dựa theo quy tắc từ giờ trở đi hắn sẽ là thủ lĩnh của nhị thập kỳ lần này lời này vừa dứt nhưng thật ra không gây ra bao nhiêu chấn động bởi vì trong thời gian vừa rồi tất cả mọi người đã tiêu hóa tin tức này bất quá lập tức truyền xuống tiếng nói ngược lại làm cho bọn họ lần nữa đem lực chú ý tụ tập mà đến tuy nói lý lạc đã lấy được vị trí đầu rồng nhưng đoạt lân có chín trận cho nên lúc này cũng phải dựa theo quy củ trưng cầu ý kiến ngươi. Ngươi bây giờ có nguyện ý mở trận thứ 9 không? Thanh âm hùng vĩ từ từ rơi xuống, cho dù là Lý Lạc, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Đoạt Lân, trận thứ 9, trong ngoài sân, không biết bao nhiêu ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ đến Lý Lạc trên người. Trong mắt mơ hồ có chút chấn động cùng chờ mong chi ý, Đoạt Lân trận thứ 9. Đây cũng không phải là mỗi một lần long thủ chi tranh đều sẽ xuất hiện đại trang diện bởi vì nói như vậy có thể lấy được miếng thứ tám long lân người cơ hồ xem như dự định long thủ vị trí kể từ đó lại đi đánh trận thứ chín ý nghĩa cũng không phải rất lớn nguyên nhân rất đơn giản miếng thứ chín long lân không phải tất cả long thủ đều cần chỉ có loại người ở trên đăng long đúc thành hình thức ban đầu của cửu lân thiên long chiến thể mới có thể có ý tưởng đối với nó bằng không giống như lý thanh phong cho dù có được miếng long lân thứ chín kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn. Nếu không có loại nhu cầu này, rất nhiều người tự nhiên cũng không cần phải đi khiêu chiến loại cực hạn này. Tuy nói trận thứ 9 cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, một khi thông qua, liền có thể lưu danh trong lịch sử nhị thập kỳ. Nhưng độ khó của nó, có đôi khi cũng đủ để khiến người ta chùn bước. Dưới rất nhiều tầm mắt, Lý Lạc cũng lộ vẻ trầm ngâm. Hắn sờ sờ ấn ký hình giống như ẩn như hiện ở mi tâm. Hiện giờ hắn đã đạt được 8 miếng long lân một khi trận chiến này kết thúc liền có thể trực tiếp tiến hóa đến cấp bậc bát lân bất quá tuy nói đẳng cấp này coi như là rất cao nhưng cũng không viên mãn bởi vì hắn chính là cửu lân thiên long chiến thể cao cấp nhất đoạt lân cửu chiến mỗi một trận thủ thắng đều có thể đạt được một cái long lân ẩn chứa thiên long khí hơn nữa theo thắng liên tiếp tích lũy càng là long lân phía sau thiên long khí ẩn chứa trong đó cũng lại càng mạnh cũng chỉ có ở trên này thu hoạch được long lân mới có thể một lần đem Thiên Long chiến thể kích hoạt đến tầng cao nhất. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, tuy rằng sau này cũng có thể dựa vào cống hiến để đổi lấy vật ẩn chứa Thiên Long khí, nhưng muốn hoàn thành tăng lên từ bát lân đến cửu lân, tinh lực và thời gian cần tiêu hao trong đó là vô cùng khổng lồ. Mà Lý Lạc hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy để hao tổn trên một Thiên Long chiến thể cho nên hắn thật muốn đem thiên long chiến thể kích hoạt đến viên mãn đẳng cấp. Chỉ sợ trận thứ 9 này ngược lại là trực tiếp nhất con đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thông qua, nhưng bất kể như thế nào, nếu thật vất vả thông qua đăng long, cũng đã đúc thành cửu lân long ấn, nếu như dễ dàng buông tha trận thứ 9, vậy cũng thật có chút uổng phí cố gắng lúc trước, cho nên, sau khi trải qua suy tư ngắn ngủi, Lý Lạc nhìn về phía hư không mây mù lượn lờ ở trên cao kia, mơ hồ có thể cảm nhận được rất nhiều khí thức mênh mông hùng hậu tồn tại. Không biết trận thứ 9 này là phương thức gì? Lý Lạc chắp tay hỏi. Trận thứ 9 cũng không có hình thức cố định. Lấy rút thăm chọn lấy. Theo tiếng vang lớn của đạo hoành kia, chỉ thấy một đạo kim quang rơi xuống. Ở trước mặt Lý Lạc hình thành một ống ký năng lượng. Bên trong có mấy cây ký hiệu. Hắn hơi do dự, vươn tay ra, tùy ý từ đó lựa chọn một cây ký hiệu sau đó căn quang ký phóng lên cao, có quang mang lưu truyền, làm như hóa thành một hàng văn tự. Trận thứ 9, khiêu chiến, tiền long thủ, Lý Lạc nhìn chầm chầm văn tự kia, ngẩn người, chợt chép chép miệng, ý này là, trận thứ 9 hắn muốn đối mặt, dĩ nhiên sẽ là trước kia đầu rồng, là đầu rồng đời trước, hay là đầu rồng đời trước. Bất quá đây hẳn không phải là long thủ bản thân, mà là loại nào đó có thực lực bản thân năng lượng hình ảnh bằng không trước đây những cái kia long thủ. Hôm nay tối thiểu đều là thiên tương cảnh. Chân nhân đến, căn bản không có được chơi. Bên ngoài cũng có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Không ít người có hứng thú. Trận thứ 9 lúc này đây. Dĩ nhiên là cuộc đọ sức giữa long thủ đời này và long thủ đời trước sao. Điều này cũng có chút ý tứ. Ông, mà ở trong vô số thanh âm thảo luận này, quang ký kia lần nữa hóa thành một đạo cột sáng gào thét mà xuống rơi ở phía trước Lý Lạc cách đó không xa. Bên trong giường như có thiên địa năng lượng bàng bạc đang nhanh chóng hội tụ. Loáng thoáng, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh đang thành hình. Giờ khắc này, thạch long không gian trong ngoài. Tất cả ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cột sáng. Cho dù là lý lạc, cũng là trong mắt mang theo một chút ý hiếu kỳ. Mà ở đây vạn chúng chú mục ở giữa. Năng lượng cột sáng bên trong bóng người lại là trở nên càng ngày càng rõ ràng cuối cùng hắn tựa hồ là rốt cục có động tĩnh sau đó bước ra bước chân từ cột sáng bên trong đi ra bóng người đi ra khỏi cột sáng là một gã thiếu niên thân hình cao ngất khí độ của hắn có chút bất phàm mặc dù chỉ là một đạo hình ảnh năng lượng nhưng thần thái tự tin giữa hai lông mày vẫn là khắc họa rất sống động thiếu niên anh võ khí thế kinh người mà khi hắn đi ra cột sáng thời điểm tất cả mọi người nhìn tới sau đó trong đầu bắt đầu suy tư vị này, đến tột cùng là thế hệ nào đầu rồng. Nhưng ở đây một ít đại kỳ thủ lại cảm giác có điểm không thích hợp. Đặc biệt là Lý Phượng Nghi, Lý Kình Đào, bọn họ chừng to mắt nhìn thiếu niên cao ngất kia. Bởi vì bọn họ như thế nào cảm giác, người này cùng Lý lạc bộ dạng rất là tương tự đây. Hơn nữa hình như đã gặp ở đâu, loại kinh nghi này kéo dài mấy hơi thở ngắn ngủi, bọn họ rốt cục bừng tỉnh lại, sau đó liền hoảng sợ thất thanh đó là chú ba khi còn trẻ trong bức họa lời vừa nói ra đám người lục khanh mi bên cạnh cũng biến sắc động dung đó là cha của lý lạc lý thái huyền vị nam nhân đã từng bằng sức một mình trấn áp thế hệ thiên long ngũ mạch kia hơn nữa không chỉ có là ở lý thiên vương nhất mạch bên trong ở thời đại kia mặc dù là nhìn chung toàn bộ thiên nguyên thần châu vị này phong thái đều là kinh diễm đến cực điểm mà lúc này đây lý lạc rút thăm trận thứ chín lại rút thăm được phụ thân hắn. Đây là cục phụ tử thật sao? Tiếng ồn ào chấn động vang vọng trong ngoài Thạch Long không gian. Thậm chí ngay cả trên hư không, các mạch cao tầng cũng là phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Không ít ở đây một ít cùng lý Thái Huyền đồng đại các mạch cao tầng. Lúc này thần sắc đều là mơ hồ có chút phức tạp. Bọn họ nhìn đảo ánh sáng thiếu niên đã từng để lại một ít bóng ma ở sâu trong đáy lòng bọn họ. Ánh mắt đều là có chút biến ảo giống như là nhớ lại nỗi sợ hãi đã từng bị chi phối rất nhiều năm trước sao lại rút được tam đệ lý thanh bằng lúc này cũng ngạc nhiên lên tiếng sau đó vẻ mặt cười khổ lý kim bàn cũng cười khổ một tiếng sau đó hắn có chút hoài niệm nhìn đạo quang ảnh thiếu niên thần thái phi dương kia nói thật sự là rất nhiều năm chưa từng thấy bộ dáng này của tam đệ nơi này có vài người có thể không muốn nhìn thấy lý thanh bằng hạ giọng cười nói lý kim bàn hừ lạnh một tiếng nói cũng tốt làm cho mấy tên kia khó chịu một chút nhớ lại bộ dáng từng ăn nói khép nép với long nha mạch của chúng ta bất quá đây đối với lý lạc mà nói cũng không phải tin tức tốt gì ở trong lịch đại long thủ rút được tam đệ khó khăn này xem như đỉnh cao lý thanh bằng bất đắc dĩ nói cái này lý kim bàn xoa xoa cái mũi đối với việc này cũng không còn gì để nói dù sao năm đó một đời long thủ chi tranh Lý Thái Huyền cơ hồ là một đường thế như trẻ tre sông thẳng lên. Đăng Long trực tiếp lên đỉnh ba ngàn trượng, chẳng qua phương thức cùng Lý Lạc bất đồng. Lý Lạc là chém nát Long Hỏa mà lên, mà Lý Thái Huyền liền trực tiếp lấy thực lực bản thân ngạnh kháng Long Hỏa thiêu đốt mà lên đỉnh. Về phần đoạt lân sau đó, Lý Thái Huyền chủ yếu không có bằng hữu, mặc kệ gặp phải ai cũng là một quyền một cái. Sau đó vọt tới cuối cùng, mở ra trận thứ 9 cho nên nếu như muốn bình chọn trong các đời long thủ. Thực lực của Lý Thái Huyền tiến vào top 3 sợ là không thành vấn đề. Lúc trước tam đệ tranh cử long thủ lúc, ta nhớ rõ là tam tinh thiên châu cảnh A, đạo năng lượng hình ảnh này mặc dù chỉ là kế thừa hắn 78 thành thực lực. Cũng tương đương với nhị tinh thiên châu. Cái này so với Lý Thanh Phong mạnh hơn nhiều. Lý Kim bàn gật đầu. Nói, hơn nữa, người cũng đừng quên tướng mạo của tam đệ. Lý Thanh bằng chép chép miệng lý thái huyền thân mang hư cửu phẩm long tướng nghe ra phẩm giai tựa hồ cũng không kém lý thanh phong nhiều lắm thế nhưng long tướng của hắn có chút không giống bởi vì hắn là thiên long tướng hiếm thấy nhất trong long tướng trong long tộc lấy thiên long làm tôn cái gọi là hư cửu phẩm thiên long tướng luận về độ hiếm lạ so với cửu phẩm long tướng chân chính còn hiếm thấy hơn ở trước mặt thiên long tướng này những long tướng khác đều sẽ đạt được một tia áp chế tự nhiên Lý Thanh Bằng cùng Lý Kim Bàn liếc nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này, ngũ mạch thủ đồng dạng là đang nhìn chầm chầm đạo quang ảnh kia của Lý Thái Huyền. Lý Kinh chập chầm mặc nhất, hắn nhìn thần thái bay lên giữa hai lông mày thiếu niên. Thoáng có chút xuất thần, trong lúc mơ hồ, bên tai phảng phất là vang lên năm đó cái kia không sợ hãi thiếu niên hô to. Lão đầu tử, Lý Kinh chập hoảng hốt một hơi, sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Lý Thiên Cơ nói là ngươi làm tay chân lý lạc trực tiếp rút chúng lý thái huyền cái này không khỏi trùng hợp một chút lý thiên cơ lắc đầu cười nói kinh chập mạch thủ cũng đừng vu khống ta thạch long không gian là lão tổ sáng tạo ta ở chỗ này cũng phải tuân thủ quy củ lý kinh chập nhíu mày một chút nhưng cũng đích xác không có chứng cớ gì vì vậy chính là không nói thêm nữa mà là đem ánh mắt bình tĩnh hướng về phía dưới chàng bên trong mà lúc này lý lạc ở giữa sân thần sắc phức tạp từ trong khiếp sợ ban đầu khôi phục lại hắn nhìn trước mắt kia cùng hắn có vài phần tương tự đồng thời thần thái phi dương thiếu niên lý thái huyền sau đó nhịn không được cười ra tiếng trong tiếng cười kia dĩ nhiên là mang theo một phần chờ mong cha trước kia luôn thấy cha bị mẹ bạo hành gia đình không ngờ hôm nay con cũng có thể thử cảm giác này đột nhiên xuất hiện cục phụ tử chân chính trực tiếp là đem bầu không khí đầu rồng lần này kéo đến cực hạn cao trào nguyên bản tất cả mọi người còn đang bởi vì thao tác đỉnh cao của lý thanh phong mà làm cho bọn họ tổn thất cơ hội quan sát một hồi đọ sức đỉnh cao mà thất vọng nhưng theo ánh sáng lý thái huyền xuất hiện loại cảm xúc này trong nháy mắt bị phấn chấn bao phủ đó chính là lý thái huyền a mặc dù hắn rời khỏi thiên nguyên thần châu đã rất nhiều năm nhưng chịu ảnh hưởng của đời trước cho nên hiện tại trong nhị thập kỳ không ít người đều có thể biết được phong thái của lý thái huyền đó là tiệt thế thiên kiêu lực áp thiên long ngũ mạch suốt một đời ở niên đại đó thanh danh của lý thái huyền truyền khắp thiên nguyên thần châu mặc dù là những thiên kiêu đỉnh cấp trong thế lực thiên vương khác so sánh với nó đều ảm đạm thất sắc nếu như không phải khi đó lại xông ra một đạm đài lam có lẽ lý thái huyền chính là tiệt thế thiên kiêu độc nhất vô nhị của thiên nguyên thần châu Ngạo thị quân hùng cùng đời, bất quá những thứ này trung quy chỉ là lưu truyền tới đây cố sự. Cho nên trước mắt thậm chí có cơ hội nhìn thấy vị tuyệt thế thiên kiêu này lúc còn trẻ một chút phong thái. Tất cả mọi người cảm thấy rất là chờ mong, tuy nói đây chỉ là một đạo năng lượng hình ảnh, cũng không phải là chân chính lý thái huyền, nhưng bởi vì Thạch Long không gian đặc thù nguyên nhân, năng lượng hình ảnh này coi như là phục khắc lúc ấy lý thái huyền tiệt đại đa số thủ đoạn cùng lực lượng cho nên trận chiến đấu này cũng không biết là lão tử giáo huấn nhi từ đây. Hay là nhi tử phía dưới khắc lên đây, trong bầu không khí đột nhiên phấn chấn lên, năm ngón tay lý lạc nắm chặt huyền tượng đao, ba tòa tướng cung trong cơ thể ông Minh chấn động, tướng lực hùng hồn như hồng thủy cuồn cuộn mà ra, mà lý thái huyền lại là tay không tức sát, tuổi trẻ anh võ trên khuôn mặt mang theo nụ cười, chẳng qua ánh mắt vẫn là có chút trống rỗng, dù sao mà kệ như thế nào phục khác đây trung quy chỉ là một đạo năng lượng hình ảnh, cũng không phải là chân nhân. Nhưng điều này cũng không trở ngại phía sau Lý Thái Huyền hai viên quang châu rực rỡ vào lúc này xuất hiện. Cuồng bạo phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, từng đợt uy áp tương lực mạnh mẽ khuếch tán ra. Cổ uy áp này, so với Lý Thanh Phong lúc trước càng cường hãn hơn, một màn này cũng là để cho không ít người âm thầm sợ hãi than. Từ điểm này là có thể nhìn ra Lý Thái Huyền lúc còn trẻ đến tột cùng là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Nghe nói lúc đoạt được đầu rồng, chính là thực lực tam tinh thiên châu cảnh. Loại thành tựu này, chớ nói là thế hệ bọn họ. Coi như là nhìn chung trăm năm, cũng không ai có thể vượt qua. Lúc đoạt được đầu rồng, lão cha đã là tam tinh thiên châu cảnh rồi sao? Hình ảnh năng lượng bình thường kế thừa bảy tám phần thực lực của chân thân. Lý lạc đồng dạng là có chút cảm thán. Thực lực như thế, mới được cho là thiên kiêu đứng đầu. Cùng loại lý thanh phong chi lưu so sánh với nó vẫn là có tranh lệch rõ ràng lý lạc tự hỏi nếu như hắn từ nhỏ sinh hoạt ở long nha mạch lại không có gặp phải vấn đề không tướng như vậy hắn có thể vào lúc này đạt tới tam tinh thiên châu cảnh hay không có lẽ hẳn là có khả năng đi ở trong lòng nghĩ những thứ này thời điểm lý lạc cũng là dẫn đầu xuất thủ theo ấn pháp biến hóa một đạo thanh quang tương lực rơi vào trước mắt mặt đất nhất thời một gốc cây đại thụ chọc trời đột ngột mọc lên trong nháy mắt tiếp theo, nhánh cây tráng kiện quấn quanh như cầu long, trực tiếp hóa thành một con thụ long xanh biếc, thụ long rít gào, cuốn theo dao động năng lượng hùng hồn, trực tiếp xung phong với Lý Thái Huyền, tiểu phong hầu thuật, thanh long thủ, thụ long rít gào tới, Lý Thái Huyền một bước tiến lên, nằm ngón tay nắm chặt, sau đó cứ như vậy giản dị tự nhiên một quyền oanh ra, bùm, một quyền đánh ra, giống như là có long ngâm chấn động, hư không có gợn sóng khuếch tán chói tay âm bạo nổ vang toàn trường. Quyền quang gào thét, tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia xanh biếc thụ long trong nháy mắt bạo vỡ thành đầy trời quang điểm. Một quyền này bá đạo, nhìn đến bên ngoài không ít đại kỳ thủ mí mắt nhảy dựng thẳng. Bởi vì bọn họ cảm giác, Lý Thái Huyền này một quyền bình thường, chỉ sợ bọn họ đều tiếp không được. Lý Thái Huyền một quyền đánh nát thụ long, trực tiếp đi nhanh về phía trước, một bước hơn 10 mét, nhanh chóng đối với Lý Lạc tiếp cận mà Lý Lạc thì là thôi động tương lực, từng cái thụ long không ngừng thành hình. Đối với Lý Thái Huyền gào thét mà đi, ý đồ đem ngăn trở, nhưng này hiển nhiên tác dụng không lớn, Lý Thái Huyền bước chân cũng chưa từng dừng lại một bước. Chỉ là một quyền lại một quyền đánh ra, quyền quang gào thét gian, thụ long không ngừng sụp đổ, này ngang ngược bá đạo tư thái, nhìn được rất nhiều người kinh hãi không thôi. Bùm, cuối cùng, khi Lý Thái Huyền một quyền oanh nát đại thụ do tướng lực biến thành hắn dừng bước lại, ánh mắt tràn ngập áp bách hướng về phía Lý Lạc, hắn giơ bàn tay lên, năm ngón tay nắm lại, bàn chân rậm một cái, bùm, mặt đất trực tiếp dạn nứt, mà thân ảnh vào lúc này hóa thành một đạo hồng quang. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước Lý Lạc, sau đó quyền quang bá đạo kia chính là chấn bạo không khí. Quanh thẳng vào ngực Lý Lạc, hô hô, cảm nhận được cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông gào thét mà đến. Lý Lạc thở ra một hơi thật sâu trong cơ thể có tiếng sấm ầm ầm nổ vang lôi minh cuồng bạo kia hơn xa bất kỳ một lần nào trước đó bởi vì lúc này đây lý lạc mạnh mẽ thôi động đến bốn tầng lôi âm lôi minh thể lôi âm tứ trọng lôi âm chấn động huyết nhục trong cơ thể lý lạc phảng phất trở nên nóng bỏng có lực lượng bàng bạc vọt ra như nộ long lao nhanh giữa tứ chi bách hài lý lạc trước kia chỉ có thể thi triển ra tam trọng lôi âm nhưng lần này theo lột xác thiên long chiến thể cường độ thân thể đạt được tăng cường, cũng rốt cục có thể thừa nhận được gánh nặng do tứ trọng lôi âm tăng phúc mang đến. Vốn định thi triển khi giao thủ với Lý Thanh Phong, kết quả lại không đợi được cơ hội này. Tượng thần lực, tầng thứ ba, Lý Lạc cầm thẳng đao trong tay, đối mặt với thiết quyền của Lý Thái Huyền, hắn không có né tránh, mà là thúc giục tương lực bản thân không hề giữ lại. Song tướng lực mênh mông chảy xuôi, bên trong ẩn chứa linh ngân, tinh thuần mà nồng đậm, đồng thời trên đao quang sát cương sâu thẳm ngưng hiện sắc bén đến cực điểm một đao này mặc dù chưa từng thi triển bất kỳ tướng thuật nào nhưng đã là một kích tinh khí thần bản thân lý lạc ngưng luyện cao độ hắn muốn chính diện cùng lý thái huyền cứng rắn một lần nhìn xem cha mình lúc còn trẻ đến tột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ song phương lần đầu tiên chính diện cứng rắn lập tức dẫn tới vô số đạo hô hấp hơi bị trì trệ ánh mắt cũng không dám chấp một cái. Bùm, khoảnh khắc va chạm kia, năng lượng cuồng bạo như nước lũ trùng kích nhất thời chút xuống. Sàn nhà đá xanh dưới chân hai người dạn nứt từng tấc. Từng vết rách không ngừng lan tràn bốn phương tám hướng. Quét ngang, bá, hai đạo nhân ảnh đều lui về phía sau. Bàn chân hạ xuống, phiến đá không ngừng nứt ra. Bất quá hiển nhiên, vẫn là Lý Lạc lui càng nhiều. Lý Lạc ổn định bước chân. Trong cơ thể khí huyết vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn hắn liếc nhìn cầm đao bàn tay chỉ thấy hổ khẩu đều là băng liệt ra có máu tươi theo bàn tay chảy xuống cả cánh tay càng là không ngừng truyền ra đau đớn có một cỗ cực kỳ bá đạo tương lực ăn mòn mà vào bất quá cũng là bị hắn tự thân xong tướng lực nhanh chóng vây quanh sau đó ăn mòn hóa giải lão tía còn rất mạnh a à", lý lạc tự nói lúc này đây cứng rắn đụng hiển nhiên chịu thiệt chính là hắn bên này lý thái huyền kia nhị tinh thiên châu bàng bạc tương lực cực kỳ hung mãnh hơn nữa tại ngắn ngủi tiếp xúc trong lúc lý lạc cũng cảm nhận được lý thái huyền tương lực càng bá đạo rõ ràng chỉ là hư cửu phẩm nhưng so với hư cửu phẩm phong long tướng của lý thanh phong còn hung hãn hơn quả thực không kém cửu phẩm tướng chân chính lý lạc cẩn thận tam thúc là hư cửu phẩm thiên long tướng cực kỳ cương mãnh bá đạo bên ngoài truyền đến tiếng nhắc nhở của lý phượng nghi Lý Lạc nghe vậy, hơi kinh hãi, Thiên Long tướng trách không được hung dữ như vậy. Trước kia hắn chỉ biết Lý Thái Huyền thân mang Long tướng. Nhưng đến tột cùng là loại Long tướng nào? Ngược lại chưa từng quá để ý, có lẽ khi đó trong mắt hắn. Long tướng gì cũng giống nhau đi, mà tại Lý Lạc kinh hãi gian, lùi về phía sau Lý Thái Huyền. Phía sau hai viên sáng chói Thiên Châu thì là vào lúc này kịch liệt chấn động. Thiên địa năng lượng điên cuồng gào thét mà tới mà lý thái huyền cả người chấn động cũng là vào lúc này liên tiếp kéo lên năm ngón tay hắn khép lại đầu ngón tay tạo ra một ấn pháp kỳ lạ giống như quyền ấn nào đó gào thét phía sau lý thái huyền có một đạo long ảnh uốn lượn chiếm cứ tản ra uy nghiêm vô tận hiện lên theo đạo long ảnh này vừa xuất hiện tất cả người mang huyết mạch thiên long ngũ mạch ở đây đều cảm giác được một đạo cảm giác áp bách như có như không thiên long tướng lý lạc nhìn thấy quyền ấn của lý thái huyền hơi hoảng hốt bởi vì hắn đối với việc này cũng không xa lạ gì hắn từng nhìn thấy lý thái huyền thi triển qua khi luận bàn với đạm đài lam đó là sở trường của lý thái huyền phong hầu thuật bách chiến long quyền năm đó đại hạ không biết có bao nhiêu phong hầu cường giả bị một quyền này truy thành lòng còn sợ hãi theo lý thái huyền quyền ấn mở ra năng lượng thiên địa nhất thời theo đó sôi trào chấn động phía sau hai viên thiên châu vận chuyển với tốc độ cao. Phun ra nuốt vào năng lượng, chuyển hóa thành tương lực, rót vào trong cơ thể. Sau đó, Lý Thái Huyền cố tỉnh vô ba một quyền đánh ra, gào thét, giống như là có tiếng long ngâm vang dội Chỉ thấy một đạo quyền ấn trăm trượng trực tiếp gào thét mà ra. Trên quyền ấn, hiện lên vô số long lân, phảng phất như long quyền, mà trên long lân, còn có từng đạo phù văn huyền diệu hiện lên, làm cho uy thế tăng vọt. Long quyền xuyên qua hư không, cuốn theo tiếng rồng ngâm cuồn cuộn, một cỗ khí thê bá đạo kinh người, phóng lên trời, chấn động tận trời, trên long quyền, còn tản ra long uy cuồn cuộn, người tâm trí không kiên định, chỉ sợ chỉ là đạo long uy này cũng có thể dẫn tới nội tâm khiếp sợ. Không dám cứng rắn đụng vào, chỉ là một quyền này đã khiến cho rất nhiều đại kỳ thủ bên ngoài sắc mặt biến ảo. Cho dù là lục khanh mi đều là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì nàng tự cất đổi lại là nàng đi lên, chỉ sợ đều phải tạm tránh mũi nhọn. Vị Lý Thái Huyền này trong lịch sử nhị thập ký, cũng đủ để xếp vào top 3 quả thật có phong thái tuyệt thế. Mà chớ nói là bọn họ, coi như là lúc này trên hư không những kia quan chiến các mạch cao tầng. Lúc này cũng có một số người thần sắc phức tạp, bởi vì này quen thuộc một quyền, để cho bọn họ nhớ lại đã từng đau khổ. Bách chiến long quyền này là đạo phong hầu thuật đầu tiên mà Lý Thái Huyền tu luyện. Tuy nói chỉ là cấp thông linh, nhưng sau đó Lý Thái Huyền lại tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Luận về uy năng, so với rất nhiều phong hầu thuật cấp diễn thần còn mạnh mẽ hơn. Ở trong rất nhiều sợ hãi than, sắc mặt Lý Lạc đồng dạng là cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói trước mắt thiếu niên này Lý Thái Huyền thi triển bách chiến long quyền xa không bằng hắn dĩ vãng chứng kiến. Nhưng đối với hắn vẻn vẹn chỉ là cực sát cảnh mà nói. Vẫn là mang đến áp bách cực mạnh. Xì! lý lạc hít sâu một hơi ba tòa tướng cung trong cơ thể vào lúc này chấn động hùng hồn tướng lực đều chảy xuôi ra ấn pháp biến ảo sau đó một đao chém ra hư không vỡ nát tiếng nước chảy vang lên một đạo hắc long khống chế hắc ám xâm hàn minh thủy gào thét mà ra sau đó ở dưới đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú cùng bá đạo long quyền cứng rắn lay động hắc long minh thủy kỳ bùm năng lượng bão táp ở chỗ va chạm tàn sát bừa bãi dẫn tới hư không chấn động nhưng sắc mặt lý lạc vào lúc này hơi thay đổi bởi vì hắn cảm giác được tại thời điểm hắc long cùng long quyền tiếp xúc công kích ẩn chứa trong long quyền cực kỳ cương mãnh bá đạo thậm chí ngay cả song tướng lực của hắn cũng không thể đem nó ăn mòn ma diệt ngược lại cuối cùng hắc long dẫn đầu phá nát còn sót lại quyền ấn hóa thành lưu quang hung hăng đánh về phía lý lạc vị trí lý lạc quanh thân lôi quang lưu truyền tiểu phong hầu thuật lôi quang tung một đạo tàn ảnh hiện lên tại chỗ. Hắn trực tiếp là xuất hiện ở ngoài trăm trường. Quyền ấn đánh chúng tàn ảnh. Đem mặt đất oanh ra một cái hố lớn. Vết rách không ngừng lan tràn. Trong lần đụng độ này, hắc Long Minh Thủy Kỳ của Lý Lạc không thể hoàn toàn ngăn trở bách chiến Long Quyền của Lý Thái Huyền. Bách chiến Long Quyền này rõ ràng chỉ là một đạo phong hầu thuật cấp thông linh. uy năng lại mạnh đến mức quá. Lý Lạc nhíu mày, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm chẳng lẽ, lúc này hắn cũng đã đem bách chiến long quyền tu luyện tới cảnh giới đại thành. Phong hầu thuật có ba tầng cảnh giới, tiểu thành, đại thành cùng đại viên mãn cảnh, mà cho dù là lý lạc, hôm nay cũng chỉ là đem hắc long minh thủy kỳ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Chẳng qua dựa vào song tướng lực cùng phong hầu thuật phù hợp. uy năng phong hầu thuật của hắn so với người thường luôn mạnh hơn một phần. Nhưng trước mắt, cũng là cùng Lý Thái Huyền đối oanh, rơi vào một ít hoàn cảnh xấu tuy nói đối phương có thực lực đẳng cấp áp chế nhưng lý lạc dựa vào tam tướng cùng với tư trọng lôi âm tượng thần lực các loại bí pháp chống đỡ cũng chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu cho nên cũng chỉ có thể là lý thái huyền bách chiến long quyền cảnh giới cao hơn một tầng nguyên nhân hơn nữa trong đạo quyền ấn lúc trước của lý thái huyền lý lạc cảm nhận được một tia ý nhị có chút quen thuộc đó là lý lạc suy tư mấy giây liền nhớ tới đó là thiên long chi khí trong long quyền của Lý Thái Huyền, dung nhập vào thiên long chi khí, lúc này mới khiến cho bách chiến long quyền của hắn đạt tới cảnh giới đại thành. Trong lòng Lý Lạc dâng lên một ít hiểu ra, nguyên lai thiên long khí đối với long tương phong hầu thuật còn có tác dụng như vậy. Chỉ có điều, loại dung hợp này hiển nhiên cũng không phải là hỗn hợp thô bảo, mà là ở một số chỗ rất nhỏ, lấy được hiệu quả điểm mắt, Lý Lạc như có điều suy nghĩ. Cái này Hắc Long Minh Thủy kỳ coi như là hắn bây giờ tẩm dâm thời gian lâu nhất một đạo phong hầu thuật. Cho nên đối với trong đó rất nhiều điểm mấu chốt, hắn cũng sớm có cảm ngộ, chỉ là muốn bước ra một bước kia, lại thủy chung không có kia một luồng linh quang xuất hiện. Thân hình lý lạc lóe lui, đồng thời kết ấn lần nữa. Sau vài hơi, hư không trước mặt cũng vỡ nát, lại là một con Hắc Long khống chế xâm hàn minh thủy gào thét mà ra. Chỉ bất quá lúc này đây nhưng cũng không trực tiếp phát động. Mà là xoay quanh quanh người Lý Lạc. Lý Lạc hơi trầm ngâm. Trong cơ thể thiên long chi khí cực kỳ kỳ lạ. Ẩn chứa trong huyết mạch. Cho dù là hắn, đều khó có thể đem thúc dục đi ra. Mà cha hắn có thể làm được. Có lẽ là bởi vì thiên long tướng duyên cớ. Cho nên Lý Lạc dự định áp dụng phương pháp tương đối giản dị. Bàn tay hắn trực tiếp lướt qua đao phong. Lập tức máu tươi bay ra rơi vào khống chế minh thủy hắc long trên thân thể, trong máu tươi của hắn, liền ẩn chứa thiên long chi khí, nếu không có biện pháp đơn độc thôi động thiên long chi khí. Vậy thì trực tiếp lấy máu, chờ về sau dần dần thuần thục, có lẽ là có thể tiết kiệm lấy máu phân đoạn, máu tươi rơi trên thân thể hắc long, lập tức dung nhập vào, lý lạc lại chuyên chú tâm thần, đem máu tươi dung nhập vào thân thể hắc long dung nhập vào các đạo điểm mấu chốt của hắc long tu luyện lâu như vậy hắc long minh thủy kỳ. Lý lạc đối với hắn coi như là đạt tới trình độ rõ như lòng bàn tay. Mà theo lý lạc thúc giục, hắc long kia rốt cục cũng có biến hóa. Đầu tiên là thân thể, bắt đầu từ từ bành trướng, long nha, long chảo đều là dần dần có dị quang lưu truyền. Tự hồ là trở nên càng thêm hung mãnh. Hơn nữa, trong long mục, cũng là có chút huyết quang hiện lên. Một cỗ hung sát khí theo đó bốc lên. Gào thét, hắc long bộc phát ra tiếng gầm gừ thật thấp minh hà bàng bạc dưới chân cũng trở nên càng thêm rét lạnh cỗ khí thế tràn ngập kia so với lúc trước rõ ràng tăng lên một cấp bậc nhận thấy hắc long biến hóa trong lòng lý lạc cũng mừng rỡ tuy nói lần này chỉ là lấy thiên long chi khí ẩn chứa trong máu tê mạnh mẽ đem hắc long minh thủy kỳ tăng lên tới cảnh giới đại thành nhưng sau khi có lần mở đầu này về sau cảm ngộ của hắn đối với đại thành cảnh cũng sẽ sâu sắc hơn từ đó chân chính đem hắn bước vào cảnh giới này cho nên lần này tăng lên đối với hắn mà nói, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Bùm, mà tại Lý Lạc vui mừng thời điểm, cái kia phía trước tiếng xé gió lần nữa nổ vang, một đạo trăm trượng khổng lồ bá đạo long quyền chi ấn gào thét. Trực tiếp đối với hắn vị trí chân áp mà xuống, lần này Lý Lạc không hề tránh né, một tiếng thét dài, hắc long theo đó rít gào, mang theo vẻ cao chót vót, lôi kéo minh thủy, lần nữa va chạm với long quyền bá đạo kia, ầm ầm dường như có gió lốc năng lượng sinh ra trong sân không khí dường như đều bị đè ép nổ tung không ngừng phát ra âm bạo chói tai nhưng lúc này đây hắc long không còn bày ra xu thế suy tàn mà là dây dưa với long quyền bá đạo kia đến cuối cùng theo hai tiếng gào thét vang lên hai cái nhao nhao vỡ nát chôn vùi long quyền bá đạo của lý thái huyền đã từng mang đến nhiều bóng ma cho đồng bối cuối cùng bị ngăn cản mà một màn này rơi vào trong mắt các mạch cao tầng trong lòng đều chấn động trong đó một ít cao tầng cùng đời với lý thái huyền ánh mắt nhìn về phía lý lạc có chút phức tạp bởi vì năm đó cho dù là bọn họ cũng chưa từng tiếp được một quyền này của lý thái huyền do đó điều này cũng tạo nên uy thế vô địch của lý thái huyền nhưng hôm nay lý lạc lại làm được điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết người này có phong cách của phụ thân mặc dù đẳng cấp hơi lạc hậu nhưng sức chiến đấu bày ra lại thật làm người ta kinh diễm. Ha ha, trong sân, Lý Lạc vui sướng cười to. Lúc này đây, hắn không chỉ đỡ được thiết quyền của lão cha, hơn nữa còn thừa cơ cảm ngộ được cảnh giới đại thành của Hắc Long Minh Thủy Kỳ. Tuy nói vừa rồi chỉ là lấy khí thiên long ẩn chứa trong máu tê mạnh mẽ thúc giục mà thành. Nhưng hắn có lòng tin, sau đó đắm chìm cảm ngộ một đoạn thời gian, tất nhiên có thể chân chính bước vào cảnh giới đại thành đến lúc đó uy năng của Hắc Long Minh Thủy Kỳ cũng sẽ tăng cường theo. Cha, xem ra cha cũng có chút tác dụng mà. Lý Lạc nở nụ cười một tiếng, trải qua lúc trước đọ sức, hắn đã hiểu được muốn thủ thắng. Thủ đoạn bình thường đã là vô dụng, một khi đã như vậy, vậy thì liều đại chiêu đi. Hai tay Lý Lạc đột nhiên khép lại, mười ngón biến ảo, kết thành từng đạo kiếm ấn phức tạp. Giờ khắc này, trong thiên địa có tiếng kiếm ngâm đột nhiên vang lên một cỗ kiếm khí sắc bén không cách nào hình dung vào lúc này trong thiên địa hiện ra một vệt thủy quang từ linh cái lý lạc thiên từ từ dâng lên cuối cùng trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ hóa thành một thanh long nha kiếm màu lam nhạt kiếm này vừa ra cho dù là cao tầng các mạch trên hư không ánh mắt cũng đột nhiên ngưng tụ lý lạc cũng đang nhìn long nha kiếm màu lam nhạt bay lên đỉnh đầu trong mắt có vẻ chờ mong nồng đậm hiện ra hắn vì đó chuẩn bị hồi lâu vô song ấu thuật rốt cục tại một ngày này, hiển lộ hậu thế. Lão tía, vì biểu đạt ta một điểm cảm tả. Hôm nay nhi tử ta liền dùng ngươi đạo năng lượng này hình ảnh đến tế kiếm A, Lý Lạc nhìn thân ảnh Lý Thái Huyền. nhếch miệng cười, đặc sắc của Lạc Lam Phủ, chủ yếu chính là một cái phụ từ tử hiếu. Ông, khi một thanh long nha kiếm màu lam nhạt, mặt ngoài thân kiếm phảng phất chảy xuôi sóng nước gợn sóng từ từ dâng lên. Nhất thời có một cỗ kiếm khí bàng bạc tràn ngập phiến hư không này kiếm khí kia sắc bén mà liên miên đám người lục khanh mi ở bên ngoài nhìn chăm chú vào long nha kiếm liền phảng phất tự thân là đang đối mặt với một mảnh kiếm khí mênh mông vô biên vô hạn một cỗ cảm giác sợ hãi nhỏ bé tự nhiên sinh ra điều này làm cho trong lòng bọn họ không nhịn được có vẻ hoảng sợ hiện ra phong hầu thật uy năng như thế quả thực so với hắc long minh thủy kỳ mà lý lạc thi triển còn khủng bố hơn đây chính là át chủ bài chân chính của lý lạc sao một kiếm này, nhìn chung một đời 20 kỳ bên trong. Ai có nắm chắc có thể tiếp được. Trước đây những cái kia còn cảm thấy lý là cái này đầu rồng hơi nước quá lớn người. Thì là vào giờ khắc này triệt để câm miệng. Bởi vì một kiếm này, coi như là Lý Thanh Phong không có làm ra cái kia kỳ quái cử chỉ. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu đệ đây là phong hầu thuật gì? Lòng nhà mạch chúng ta còn có một đạo phong hầu thuật như vậy. Lý Phượng nghi chừng mắt, ngạc nhiên hỏi. Đặng Phượng Tiên lắc đầu, khẳng định nói, trong Long Nha Mạch Long Nha quật, tuyệt đối không có ghi chép về đạo phong hầu thuật này, xem uy năng. Cảm giác ít nhất đều là cấp diễn thần, mà phong hầu thuật cấp diễn thần trong Long Nha quật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó cũng không có thật tương tự. Lý Kình Đào cười ha hả nói, nghĩ đến hẳn là cơ duyên của Tam Đệ, một kiếm này của hắn, đích xác kinh diễm đến cực điểm, ta cảm giác phòng ngự của ta cũng không ngăn được. Lý Phượng Nghi giãn mặt cười nói, "Trận phụ tử cục này tất nhiên sẽ lưu truyền trong lịch sử nhị thập kỳ. Về sau ai còn dám nói đầu rồng của tiểu đệ hơi nước lớn." Nàng từ từ liếc mắt nhìn Lý Hồng Lý bên kia một cái. Lúc này những người cầm cờ Long huyết mạch kia đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nghĩ đến lá bài tẩy lý Lạc bày ra này cũng làm bọn họ kinh hãi. Vốn bọn họ còn có thể ngụy biện nói Lý Lạc có thể lấy được đầu rồng chỉ là bởi vì lý thanh phong lựa chọn sai lầm nhưng từ đó về sau loại lý do này cũng rốt cuộc nói không nên lời mà tại chỗ bên ngoài mọi người kinh hãi muốn chết thời điểm lý là cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc tiêu hao tương lực cũng không dám có nửa điểm kéo dài hắn sắc mặt nghiêm nghị kiếm ấn vừa kết trực tiếp tập trung vào lý thái huyền thân ảnh ong thủy long nhà kiếm cấp tốc chấn động hóa thành một vệt lưu quang màu lam phá không mà ra cùng lúc đó có kiếm khí bàng bạc trùng trùng điệp điệp phóng ra, đúng là nhanh chóng ở bên ngoài thân kiếm, ngừng kết thành một con cự long màu lam nước. Đây là một thanh kiếm khí thủy long màu lam, cái kia ngưng luyện đến cực điểm kiếm khí, sắc bén đến cực hạn, chỗ đi qua, liền hư không đều là bị cắt ra rất nhỏ dấu vết. Thậm chí, chảy qua thiên địa năng lượng, phảng phất đều là lặng yên nứt ra, mà kiếm khí sắc bén đồng thời, lại mang theo đặc tính thủy tương liên miên. Thuật này, địa phương đáng sợ không ở một kích lôi đình. Mà là triển sát, một khi rơi vào trong đại dương mênh mông của kiếm khí. Mặc dù chống đỡ được sự sắc bén này, nhưng ngay sau đó sẽ lâm vào trong tiêu hao liên miên kia. Dưới loại tuyệt sát này, chỉ sợ cho dù là thực lực của nhị tinh thiên châu. Cũng khó có thể thừa nhận. Gào thét, kiếm khí thủy long bộc phát long ngâm. Trong tiếng long ngâm sen lẫn tiếng kiếm khiếu. Nhắm thẳng vào Lý Thái Huyền. Mà quang ảnh của Lý Thái Huyền cũng là vào lúc này dừng bước, thần sắc phảng phất là trở nên ngưng trọng rất nhiều, nghĩ đến là cảm ứng được kiếm khí thủy long này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn kéo ra bước chân, mười ngón tay kết thành quyền ấn, phía sau hai viên sáng chói thiên châu vào lúc này vận chuyển tốc độ kéo đến cực hạn. Thiên châu giống như hai đạo hắc động bình thường, điên cuồng thôn phệ thiên địa năng lượng. Cái loại vận chuyển gánh nặng này cơ hồ là làm cho hai khỏa thiên châu kia phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng tương lực bàng bạc hùng hậu bộc phát từ trong cơ thể Lý Thái Huyền. Hắn bày ra quyền ấn, sau đó trực tiếp đánh ra, vẫn là bách chiến long quyền. Nhưng lúc này đây, cũng là cửu long tề xuất, bách chiến long quyền, cửu long quyền, chín đạo long hình quyền ấn bá đạo đến cực điểm giết gào mà ra. Khí thế bàng bạc, đủ để phá thiên liệt sơn, dựa vào bách chiến long quyền của đại thành cảnh cùng với sự gia trì của thiên long tướng. Quy năng của bách chiến long quyền mà Lý Thái Huyền đánh ra hoàn toàn không kém nhiều phong hầu thuật cấp diễn thần. Dưới tầm mắt vô số đạo kinh hãi trong ngoài không gian thạch long kia. Hai đạo thế công kinh thiên xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp va chạm giữa không trung thạch đài. Bùm, sóng xung kích khó có thể hình dung quét ngang ra. Rất nhiều đại kỳ vốn đứng ở bên ngoài không xa nhau nhau biến sắc. Vội vàng lui ra, nhưng dù vậy, vẫn bị sóng xung kích kia chấn đến khí huyết cuồn cuộn nhưng ánh mắt của bọn họ thủy chung nhìn chằm chằm vào trận động trời. Không dám rời đi, chỉ bất quá, như thế kinh thiên chi đụng, cũng không xuất hiện bất kỳ rằng co thái độ, bởi vì ngay tại tiếp xúc trước tiên, kiếm khí thủy long thể hiện ra bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại. Như đại dương mênh mông như kiếm khí gào thét mà qua. Từng đạo long hình quyền ấn còn lại là trong khoảnh khắc bị kiếm khí bao phủ. Mấy hơi sau, liền triệt để hóa thành hư vô kiếm khí thủy long phảng phất là diệt thế hồng thủy, bao phủ tất cả vật chứng kiến. Sau hơn 10 hơi thở, chín đạo long hình quyền ấn đều biến mất dưới kiếm khí thủy long. Sau đó, kiếm khí thủy long không còn trở ngại cọ rửa mà xuống. Đem thân ảnh Lý Thái Huyền trực tiếp bao trùm đi vào. Hơn nữa, kiếm khí thủy long còn xuyên qua cả tòa thạch đài. Tiện đã đem tòa thạch đài này đều là một chia làm hai. Lúc này kiếm khí thủy long mới ở trong một đạo tiếng long ngâm tiêu tán ở trong thiên địa. Thân ảnh Lý Lạc rơi vào trên bệ đá nứt ra, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại ẩn chứa chấn động và mừng như điên. Bởi vì Thủy Long Nha kiếm lần đầu tiên hiển lộ, chính là mang đến chấn động thật lớn. Đây chính là cái gọi là vô song ấu thuật sao. Một kiếm này, nhị tinh thiên châu bình thường sợ cũng không dám lay động mũi nhọn. Tuy nói tiêu hao đồng dạng cực lớn, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Lý Lạc cười híp mắt nhìn thân ảnh Lý Thái Huyền biến mất. Lẩm bẩm, chờ lần sau gặp Thanh Nga tỷ, ta có thể nói cho nàng biết, ta từng đem lão cha lúc còn trẻ, thoải mái chém dưới đao, muốn đi tới thời điểm, tất nhiên cũng sẽ đưa tới nàng khiếp sợ sùng bái ánh mắt. Mà khi Lý Lạc cảm thán bản thân ưu tú, trên mây mù trên cao, các mạch cao tầng quan chiến cũng lâm vào một trận trầm mặc. Mặc dù ở đây đều là cường giả phong hầu, nhưng một kiếm lúc trước Lý Lạc hiển lộ, cũng làm cho vẻ mặt bọn họ ngưng trọng kiếm khí khủng bố như vậy cũng không phải là phong hầu thuật bình thường có thể tu luyện mà ra đây tối thiểu đều là thiên mệnh cấp phong hầu thuật loại này đẳng cấp phong hầu thuật coi như là đặt ở thiên long ngũ mạch bên trong đều xem như các mạch trấn mạch chi bảo nếu là đặt ở bên ngoài càng là sẽ đưa tới gió tanh mưa máu thậm chí ngay cả thiên vương cấp thế lực đều sẽ ngấp nghé nhưng theo bọn họ được biết Long nha mạch tự hồ cũng không có một đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật như vậy. Bọn họ lúc này đột nhiên nhớ tới lời nói trước đây của Lý Thiên Cơ. Thuật lão tổ lưu lại sao? Bất quá loại phong hầu thuật cấp bậc này, Lý Lạc chỉ là cực sát cảnh, làm sao có thể tu thành? Càng là cao cấp phong hầu thuật, tu luyện độ khó càng cao. Thiên mệnh cấp phong hầu thuật, cho dù là chân chính phong hầu cường giả cũng chưa chắc có thể tu thành. Cho nên, thiên phú tướng thuật của Lý Lạc lại cao tới loại cảnh giới này đây quả thực so với lý thái huyền lúc trước còn tốt hơn một bậc lòng huyết mạch bên kia cao tầng ánh mắt thâm trầm lần này long thủ chi tranh ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là lý lạc đứng đầu tiểu tử này bị lý thái huyền nuôi ở ngoại thần châu nhiều năm như vậy dĩ nhiên cũng không bị nuôi phế người này nếu là từ nhỏ ở long nha mạch tu luyện đây chẳng phải là lại là như năm đó lý thái huyền giống như đủ để trấn áp một đời Long nha mạch những năm này khí vận thịnh như thế sao? Ra một cái Lý Thái Huyền cũng thì thôi, hôm nay lại tới một cái Lý Lạc, bất quá cũng may Lý Thái Huyền gặp phải biến cố năm đó. Hiện giờ là tung tích không rõ, mà Lý Lạc thì sao? Lại là ở ngoại thần châu nhiều năm như vậy, quấy nhiễu thực lực tinh tiến, bằng không Long nha mạch hiện giờ, thành thế sợ rằng đều vượt qua Long huyết mạch, các mạch cao tầng tâm tư lưu truyền, mà năm vị mạch thủ cũng lâm vào một trận trầm mặc một lát sau long lân đưa tình thủ lý thanh anh dẫn đầu cười nói chúc mừng long nha mạch lại nghênh đón một vị tuyệt thế thiên kiêu đợi một thời gian nữa tên lý lạc này hẳn là cũng sẽ vang vọng thiên nguyên thần châu lý kinh chập khoát tay áo cười nhạt nói thanh anh mạch thủ chớ có tâng giết người này trung quy là ở bên ngoài thần châu bị chậm trễ một ít thời gian tương lai như thế nào còn khó mà nói thế hệ các thế lực cấp thiên vương khác ở thiên nguyên thần châu cũng không thiếu thiên kiêu tiệt thế. Lý Lạc so với bọn họ vẫn yếu hơn vài phần nội tình. Lòng huyết mạch thủ lý thiên cơ lúc này mỉm cười nói. Lão tổ sáng tạo thuật quả thật bất phàm. Lòng huyết mạch chúng ta cũng nắm giữ vài đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Ngược lại không biết kinh chập mạch thủ có nguyện ý trao đổi tham khảo lẫn nhau hay không? Lý kinh chập từ chối cho ý kiến. Nói, yêu cầu tu luyện thuật này cực kỳ hà khắc nhìn chung trên dưới ngũ mạch chúng ta, chỉ sợ ngoại trừ lý lạc ra, cũng không có người nào thích hợp tu luyện, trong lời nói hiển nhiên là cự tuyệt đề nghị của Lý Thiên Cơ. Dù sao chúng tướng Long Nha kiếm trận này tuy nói lão tổ chưa từng hoàn thành triệt đề, không tính là vô song thuật chân chính, nhưng uy năng phẩm cấp, lại hơn xa thuật phong hầu cấp thiên mệnh bình thường, Lý Thiên Cơ này ý đổ lấy cấp thiên mệnh Long huyết mạch để trao đổi thuật này. Cũng là đánh một bàn tính tốt. Hơn nữa, Bọn họ đạt được thuật này, tất sẽ nghiên cứu phương pháp phá giải hoặc khắc chế. Điều này đối với Lý Lạc Ma nói, cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng bất lợi. Lý Thiên Cơ nghe vậy, tiếc hận thở dài một hơi, cũng không nói thêm nữa. Nếu trận tranh đoạt thứ 9 đã kết thúc, như vậy lần tranh giành đầu rồng này cũng đã đến lúc nên kết thúc. Theo năm vị mạch thủ vuốt cằm, một đạo thanh âm hùng vĩ, từ lúc này ở trên hư không từ từ truyền xuống, vang vọng cả tòa không gian. Đoạt lân trận thứ 9, người thắng Lý Lạc, đến lúc này chín trận đều thắng, lấy được cửu lân, làm lưu ảnh Thạch Long, kính mộ nhị thập kỳ đời sau. Nói theo, khi đạo thanh âm này vang lên, Lý Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy một quả long lân cực kỳ rực rỡ trói mắt từ trên trời giáng xuống. Trong đó ẩn chứa thiên long chi khí nồng đậm, vượt xa bất kỳ một quả nào trước đây. Lý Lạc lộ ra nụ cười sáng lạn, cửu lân tới tay, thiên long chiến thể của hắn đương nhiên chân chính viên mãn. Thiên Long ngũ mạch một đời này 20 kỳ đầu rồng chi tranh. Cuối cùng lấy trước đó tất cả mọi người chưa từng dự liệu qua kết cục mà kết thúc. Con hắc mã Lý Lạc tạm thời giết ra này, xem như hoàn toàn sáng mù mắt mọi người. Từ giờ khắc này trở đi, Thiên Long ngũ mạch bên trong sẽ không còn có bất luận kẻ nào đối với vị này trở lại Long nha mạch mới hơn nửa năm thời gian thiếu niên sinh ra bất luận cái gì nghi ngờ. Dù sao, sau khi trải qua trận chiến với thiếu niên Lý Thái Huyền, hàm lượng vàng của đầu rồng lý lạc xem như đã chiếm được khẳng định tuyệt đối. Tất cả mọi người đều hiểu, tuy nói thiếu niên lý Thái Huyền chỉ là một hình ảnh năng lượng. Chỉ có bảy tám phần thực lực của bản thể lúc đó. Nhưng Lý Lạc có thể chiến thắng, đủ để nói rõ hắn có tư cách chống lại Lý Thái Huyền năm đó lực áp quần hồn. Lấy được đầu rồng thế hệ kia, đây đã là một thành tựu rất cao, bởi vì Lý Thái Huyền ở trong các đời long thủ đều là tồn tại dũng mãnh có thể xếp vào top 3. Cho nên cùng thiếu niên Lý Thái Huyền kỳ phùng đối thủ. Phần hàm lượng vàng này, so với Lý Thanh Phong càng thêm làm cho người ta tin phục. Điểm này, từ sau khi chiến đấu kết thúc, liên long huyết mạch bên kia đại kỳ thủ đô là câm miệng không tiếng động. Lại không có nói ra một câu cãi lại lời nói liền có thể nhìn ra bọn họ lúc này cũng đã là tìm không thấy một mảy may lý do. Bất quá đối với bọn họ nghĩ như thế nào? hiện tại lý lạc cũng không để ý tới tâm tình lần này có thể thắng thiếu niên lý thái huyền chủ yếu vẫn là uy lực của thủy long nha kiếm vượt qua tưởng tượng của lý lạc vốn hắn cho rằng nếu như chỉ có một thủy long nha kiếm có lẽ uy năng cũng chỉ mạnh hơn một ít phong hầu thuật cấp thông linh mà thôi nhưng một kiếm lúc trước sợ là cấp diễn thần cũng không gì hơn cái này xét đến cùng vẫn là bởi vì chúng tướng long nha kiếm trận phẩm dai quá cao mặc dù hiện giờ chỉ có thủy long nha kiếm không thể chống đỡ kiếm trận nhưng cỗ kiếm khí mạnh mẽ kia vẫn có thể nói là khủng bố xem ra là trước kia không ai tu thành thuật này cho nên đối với uy năng này vẫn có chút phán đoán sai lầm lý lạc ngẩng đầu trong mắt ẩn chứa chờ mong chi ý sau khi tranh giành đầu rồng kết thúc còn có một phân đoạn khiến người ta chờ mong đó chính là thiên long chiến thể đúc thành lúc trước khi bọn họ đăng long chỉ là chế tạo ra thiên long chiến thể ban đầu Đồng thời đạt được long hình ấn ký, mà hôm nay cuộc tranh giành đầu rồng kết thúc, cũng đã đến khâu bổ sung chiến thể vảy rồng. Ong, Lý Lạc nhìn chăm chú vào Thạch Long khổng lồ như núi cao trên hư không xa xa. Lúc này người sau phảng phất là phát ra chấn động, cái miệng rồng khổng lồ kia lại là hướng về phía bọn họ. Chậm rãi mở ra, bùm, sau một khắc, có khí lưu màu xám bàng bạc phun ra, giống như gió lốc tiến đến, khí lưu màu xám gào thét mà tới bao phủ tất cả thủ đô cờ lớn ở đây sau đó mọi người liền phát hiện vảy rồng lúc trước bọn họ thu được lại vào lúc này tự động bay ra nhanh chóng tan chảy trong khí lưu màu xám lân rồng hòa tan lập tức hóa thành khí thiên long cuồn cuộn rơi xuống phía mọi người lý lạc nhìn chằm chầm thiên long chi khí nồng đậm ánh mắt nóng rực hắn bên này hòa tan chín miếng long lân cái kia xuất hiện thiên long chi khí xem như trong tràng chi nhất so với cách đó không xa Lý Thanh Phong nơi đó, hùng hậu gấp đôi có thừa, mà ấn ký hình rồng nơi mi tâm đám người Lý Lạc. Vào lúc này chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra một cỗ hấp lực kỳ lạ, nhất thời thiên long chi khí bị dẫn động, đều rót vào trong đó. Khi những thiên long khí này vọt tới, ấn ký hình rồng ở mi tâm mọi người, vào lúc này từng quả từng quả được thắp sáng, Lý Lạc mi tâm. Long hình ấn ký bên trong tổng cộng có 9 miếng ảm đạm long lân. Mà lúc này theo những này thiên long khí rót vào, chín miếng long lân đang nhanh chóng trở nên sáng ngời, giống như bị kích hoạt. Tại bị kích hoạt đồng thời, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ bàng bạc tinh thuần khác thường năng lượng. Từ mi tâm long hình ấn ký bên trong cọ rửa mà xuống. Cỗ năng lượng này chỗ đi qua, trong cơ thể huyết nhục, kinh mạch, xương cốt đều là ở phát ra khát vọng cảm xúc, đem tham lam thôn phệ, răng rắc Lý Lạc thậm chí có thể nghe thấy xương cốt trong cơ thể đang ù ù chấn động. Đó là thân thể đạt được tăng cường. Lý Lạc đắm chìm trong cảm giác lực lượng này kéo lên. Mà trong chàng cái khác đại kỳ thủ cũng là mặt lộ vui mừng cảm thụ được tự thân thân thể tăng cường. Đây coi như là Lý Thiên Vương nhất mạch nội tình chỗ. Mặc dù là bọn hắn những này thế hệ trẻ tuổi, đều có thể đạt được loại này khó được cơ hội, Thiên Long chiến thể thành hình không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thật lớn chiến lược bản thân bọn họ mà cơ duyên như vậy đối với một ít thế lực nội tình hơi yếu khác mà nói không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư đi mưu đồ cùng cạnh tranh như thế không biết qua thời gian bao lâu ấn ký hình rồng ở mi tâm lý lạc hoàn toàn bị thắp sáng trở nên sáng ngời trói mắt bên trong chín cái vảy rồng lóe ra dị quang nhất thời có một cỗ uy áp mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra phụ cận rất nhiều đại kỳ thủ nhau nhau biến sắc, mặc dù là kia tỉnh lại Lý Thanh Phong, đều là cau mày, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chầm chầm Lý Lạc vị trí, đó là Long Uy mà Thiên Long chiến thể mang theo, mà Long Uy mà cửu lân Thiên Long chiến thể này của Lý Lạc bày ra. Không thể nghi ngờ càng cường hãn hơn, nếu là người tâm trí không kiên định, chỉ riêng cỗ Long Uy này áp chế, đã có thể suy yếu hai thành lực lượng, nhìn ấn ký cửu lân Long hình trói mắt của Lý Lạc không ít người đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị, ngay cả Lý Thanh Phong cũng không thể ngoại lệ. Thiên Long Chiến Thể ở trong ngũ mạch không tính là hiếm lạ, Bằng Không cũng sẽ không một lần trực tiếp ban cho hai mươi vị đại kỳ thủ, mà chiến thể như vậy ở trong Thiên Long ngũ vệ cũng có một ít người tu thành. Thế nhưng cửu lân Thiên Long Chiến Thể lại không giống, đây cơ hồ xem như hình thái viên mãn của Thiên Long Chiến Thể, uy năng hơn xa Thiên Long Chiến Thể bình thường. Lý Lạc hiện giờ đạt được cơ duyên như vậy, có thể nói là như hổ thêm cánh. Tên này, ánh mắt Lý Thanh Phong có chút âm trầm, không còn tự tin thong dong như trước nữa. Bởi vì sau khi quan sát trận chiến giữa Lý Lạc và thiếu niên Lý Thái Huyền, hắn đã không dám khinh thường Lý Lạc nữa. Cái kia một đạo đặc thù long nha kiếm, liền thiếu niên Lý Thái Huyền đều không thể ngăn cản. Hắn bên này chỉ sợ càng treo, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng Lý Thanh Phong cũng không thể không thừa nhận. Sau hôm nay, Lý Lạc này sẽ trở thành danh phù kỳ thực đứng đầu 20 kỳ. Đối với tầm mắt không cam lòng của Lý Thanh Phong, Lý Lạc ngược lại chưa từng để ý. Lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự tăng cường mà cửu lân thiên long chiến thể mang đến. Hắn tâm niệm khẽ động, mi tâm ấn ký chấp động. Một đạo mấy trượng tả hữu năng lượng long rực chính là từ sau lưng mở rộng ra. Có năng lượng này long rực về sau bất luận là chạy trốn hay là chạy chối chết. Đều có một ít bảo đảm, đương nhiên quan trọng nhất chính là long lực, nằm ngón tay Lý Lạc chậm rãi nắm lại, ấn ký mi tâm của hắn nối liền với máu thịt cả người. Có một cỗ lực lượng bàng bạc dẫn mà không phát ra. Đó là long lực của thiên long chiến thể, hắn hôm nay tu thành viên mãn cửu lân thiên long chiến thể. Vậy có thể bộc phát ra cửu long lực, không biết tam trọng tượng thần lực cùng này cửu long chi lực thay nhau gia tăng cùng một chỗ. Ta bây giờ thân thể cường độ có thể thừa nhận sao, Lý Lạc như có điều suy nghĩ. Trước kia hắn thi triển tam trọng tượng thần lực, tự thân thân thể cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Phải dựa vào rất nhiều khôi phục loại tướng thuật mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Loại tình huống này thẳng đến sau này hắn bước vào sát thể cảnh hậu phương mới dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cửu long lực cũng không giống bình thường. Nếu là cùng tầng thứ ba tượng thần lực đồng thời sử dụng, có lẽ đối với thân thể cũng là gánh nặng cực lớn. Bất quá so với cỗ lực lượng tăng thêm này, những thứ này đều là việc nhỏ. Thật đến liều mạng trước mắt, thân thể xé rách vết thương so với vứt bỏ mạng nhỏ tốt hơn nhiều. Lý lạc tâm niệm khẽ động, ấn ký hình rồng mi tâm dần dần ảm đạm, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Mà Long Uy từ trong cơ thể tản mát ra cùng với cánh rồng năng lượng sau lưng. Cũng là thu liễm mà lên. Đạt được cửu lân thiên long chiến thể này, đối với Lý Lạc mà nói đích thật là kinh hỉ ngoài ý muốn bất quá đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là theo thủ lĩnh tới tay cửu văn thánh tâm liên hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu rốt cục cũng có hy vọng lúc trước nếu như không phải vì vật đó hắn nói không chừng thật sự là sẽ không yên lòng đi theo khương thanh nga đi tới thánh quang cổ học phủ bất quá cũng may trải qua hơn nửa năm cố gắng mục tiêu này cuối cùng cũng thực hiện được mà lúc này trên hư không có từng đạo cột sáng rơi xuống đem đám người lý lạc đều bao phủ mà vào sau đó bọn họ chính là cảm giác được không gian bốn phía chính là vặn vẹo lên. Đó là sắp rời khỏi không gian Thạch Long. Lý Lạc cũng không chống cự, thân thể căng thẳng thả lỏng xuống, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Khi hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong đầu của hắn lại là xẹt qua dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ của Khương Thanh Nga. Thanh Nga tỷ, đợi Cửu Văn Thánh Tâm liên tới tay, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đưa đến bên người. Hết chương 924 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.